Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 219 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1044, Sính Lễ. Lúc sau, Miêu Tiểu Miêu như bỏ mặc mọi thứ xung quanh, khẽ nhắm mắt lại để yên cho người trong lòng tùy ý động tay động chân trên thân của mình. Cho đến khi có một bàn tay đáng ghét, xấu xa nào đó vươn vào vạt áo, Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc không chịu được rên rỉ một tiếng, nhưng miệng mới vừa hé ra thì cảm thấy có vật gì đó len vào trong miệng của mình, giống như một chú cá nhỏ nghịch ngợm bơi tán loạn trong vòm miệng. Lập tức cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng dường như cũng bị cái vật trơn nhẵn kia quấn lấy, một loại cảm giác lạ lẫm trước tới giờ chưa bao giờ có. Tiêu hồn kỳ dị như là muốn ăn mòn toàn thân của nàng. Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm thấy tinh thần rung động, phút chốc hoàn toàn đã bị đắm chìm trong mê mộng huyền diệu không nói nên lời. Nàng như cảm nhận được linh hồn của mình nhẹ nhẹ bay bổng, như lạc vào tiên cảnh, như si như sai, như tiên như mộng. Trên không trung mây vẫn ùn ùn kéo đến, tạo thành một chiếc lồng đen nghịch cả bầu trời, như là muốn đè nén cả tòa thành. Bão táp càng quét khắp nơi, mưa to như trút nước, tiếng sấm gầm long trời lở đất, tiếng sét chớp giật khắp nơi, hoàn toàn không có gián đoạn mà liên tục hạ xuống. Tất cả đất trời đều dưới quy lực của sấm sét kinh hoàng của thiên kiếp mà xào xạc rung rẩy. Thế nhưng ở ngay trong chính giữa cái thiên kiếp lại có một cặp thiếu niên nam nữ đang say sưa ôm ấp, triền miên không dứt như là quên cả sống chết. Hai người chuyên tâm như thế, trong âm thanh thật lớn trên bầu trời, dưới sự rung chuyển kịch liệt của mặt đất, dường như là cũng không có thể mãi mãi quấy rầy được bọn họ. Một lúc sau, Quân Mặt Tà chậm rãi ngẩng đầu. Miêu Tiểu Miêu đang ở dưới thân quy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng như say rượu, mắt vẫn nhắm chặt, hai hàng mi dài bối rối, khẽ nhấp nháy. Cánh mũi xinh xắn cũng đang nhẹ nhàng chuyển động, đôi môi kiều diễm, tựa như là một trái anh đào ngọt liệm, đỏ mọng mà ướt át. Nàng không hề nhúc nhích, nằm yên dưới thân thể đầy nam tính của người trong lòng. Đôi nhũ hoa cao ngất đang kịch liệt phập phồng. Những đường cong hoàn mỹ của thân thể hết thảy đều được thân thể hùng tráng của nam nhân kia bao bọc. Cũng không biết được kế tiếp y còn muốn làm cái gì nữa. Lỡ đâu là y muốn thì ta phải làm sao đấy? Miêu Tiểu Miêu nhắm mắt lại, khẩn trương miên man suy nghĩ, hoàn toàn quên mất thân thể còn đang đụng chạm nhau. Lúc bấy giờ, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy được lỗ tai của mình có một chút ngứa ngáy, liền ngay sau đó một thanh âm bình thản vang lên bên tai của nàng một cách ôn nhu. Trời là liều trại, mặt đất làm giường, gió là cao lương, mưa làm rượu, mây là hỷ đường, sương làm chứng, sấm sét sính lễ làm mai. Miêu Tiểu Miêu, nàng cả đời này có thể nguyện ý làm nữ nhân của ta không? Đôi mắt của Miêu Tiểu Miêu vẫn còn nhắm chặt lại, nhưng mà rõ ràng khi mà nghe được câu hỏi này, dường như không hề do dự, nàng lập tức gật gật đầu. Đời này kiếp này, cho dù là đời đời kiếp kiếp, ta cũng đều nguyện ý làm nữ nhân của chàng. Thanh âm của Miêu Tiểu Miêu nhỏ như là mũi kêu, nhưng mà ngữ khí như đinh đóng cột. Đời đời kiếp kiếp, làm nữ nhân của ta là không có đời đời kiếp kiếp, mà chỉ có một đời một kiếp này, một đời một kiếp, nhưng mà kéo dài mãi cho đến tận lão thiên quan. Quân Mặt Tà nhẹ nhàng cười ha hả. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cúi người xuống, một lần nữa tùy ý thưởng thức đôi môi đỏ mọng xinh xắn, thơm ngọt kia. Những cái lời này Quân Mặt Tà nói là từ tận đáy lòng. Làm nữ nhân của hắn thật sự là không có đời đời kiếp kiếp, bởi vì một kiếp này đã đủ để dài tới lúc thiên quan địa lão rồi, biển cạn đá mòn. Mặc dù Miêu Tiểu Miêu lúc này vẫn còn chưa rõ, nhưng mà thật ra không cần phải hiểu rõ, bởi vì nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc. Mặc kệ Quân Mặt Tà bây giờ có nói gì, nàng cũng không còn có khả năng suy xét nữa. Miêu Tiểu Miêu rên rỉ một tiếng, cánh tay ngọc khẽ giãn ra, mặc kệ tất cả, vòng lại ôm lấy người nam nhân trên thân mình. Đây chính là chỗ dựa suốt đời cho nàng, cũng là hạnh phúc suốt đời của nàng, thật tâm mà hiến dâng tất cả cho người ấy.
gió mưa gào thét, sấm giang chớp giật, mây bay sương giạt, trời đất đảo điên. Mọi sắc thái thời tiết tồi tệ nhất dường như đã được biểu hiện ngay vào lúc này. Nhưng mà trong lòng Miêu Tiểu Miêu vẫn cảm thấy vô cùng thư thái, tràn ngập ấm áp, tràn ngập ngọt ngào. Bởi vì một câu duy nhất, trời là liều trại, mặt đất làm giường, gió làm món ngon, mưa làm rượu, đây là hỷ đường, sương làm chứng, sấm là sính lễ, sét là mai. Thế gian này, thử hỏi có mấy nữ nhân trong đời được nghe những cái lời như vậy? Miêu Tiểu Miêu đã thỏa mãn lắm rồi, đã say mê lắm rồi. Nơi này tràn ngập tính ái triền miên, ngọt ngào mà ấm áp. Nhưng mà trong đại sảnh cách đó không xa, mọi người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn về cái phương xa hãy còn dày đặc thiên kiếp kinh người, cứ như không biết mệt mỏi đang liên tục giáng xuống. Nếu như trong mắt của người ta thật sự có thể rơi ra ngoài, chỉ sợ là trong mắt của mọi người ở đây đều đã rơi xuống đất hết rồi. Một tôn giả cấp 2, độ kiếp sao có thể có độ lâu như vậy chứ? Từ đầu tới giờ, cái số lôi kiếp giáng xuống chắc là phải hơn 500-600 tia rồi. Như vậy thật là thái quá, cho dù là thánh tôn cấp 4 độ kiếp cũng không có nhiều như vậy chứ. Hơn nữa, quy lực cũng không có cường đại như vậy. Nhìn vào những cái tia sấm sét, tia sao mạnh hơn tia trước. Thời khắc này, tất cả mọi người đã cho rằng Miêu Tiểu Miêu không còn hy vọng nữa rồi. Bởi vì Miêu Tiểu Miêu nhất định không có khả năng sống sót dưới lôi kiếp kia. Lôi kiếp bậc này chỉ cần là Miêu Tiểu Miêu dính vào một chút đã lập tức hóa thành tro bụi. Đừng nói là nàng, cứ cho là đổi thành kẻ mang cấp thánh hoàng cường giả, e rằng cũng sẽ hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Cho nên lôi kiếp đoạn sau nhất định không phải là lôi kiếp của Miêu Tiểu Miêu, chỉ có những tia ban đầu mới là của nàng. Chắc hẳn thiên kiếp của Miêu Tiểu Miêu bị hòa lẫn với một vị tuyệt đại cao thủ lánh đời nào đó. Bằng không, tuyệt đối không thể xuất hiện cái loại tình quỷ dị này. Nhưng mà cái người đang độ kiếp kia rốt cuộc là ai? Tin rằng sẽ chẳng ai nghĩ tới cái người đang độ kiếp kia chính là Quân Mạc Tà. Chính là kẻ có không linh thể chất kia, Mạc Đại Thiên Tài. Đương nhiên, bọn họ cũng không hề đoán sai. Thiên kiếp bây giờ quả thật, đúng là sự kết hợp giữa thiên kiếp của hai người, lại còn không phải chỉ có một đợt. Lần trước, Miêu Khuynh Thành truyền cho Quân Mạc Tà nguyên lực ngàn năm, chính là Miêu Khuynh Thành cũng cảm thấy được Quân Mạc Tà vẫn chưa đạt đến cảnh giới đột phá. Mà trên thực tế, khai thiên tạo hóa công của Quân Mạc Tà đích thực chưa có đột phá theo đúng nghĩa. Nhưng mà thiên địa nguyên lực tinh thuần trong cơ thể của hắn đột nhiên tăng nhiều như vậy cũng chính là làm cho quyền khí của bản thân y tăng lên rất nhiều tầng. Nhưng cái thứ mà đại thiếu tu luyện lại không có luyện quyền lực, vì vậy Miêu Khuynh Thành không thể lý giải. Quyền lực nhiều như vậy hấp thụ hết trong kinh mạch của Quân Mạc Tà, sau đó một phần đã bị Hồng Quân Tháp trực tiếp dùng tới, vì vậy mới khiến cho cái tên chuyên gặp vận mai này bị nổ tung. Thiên địa nguyên lực tinh thuần sau khi bị Quân đại thiếu hoàn toàn tiêu hóa hết, đem chúng toàn bộ biến thành linh dịch kim sắc ở trong cơ thể, sau đó từ linh dịch kim sắc chậm rãi chuyển thành tử sắc khí. Đến khi Miêu Tiểu Miêu đột phá, khai thiên tạo hóa công trong cơ thể của Quân Mạc Tà vừa lúc tự động đem quá trình chuyển đổi này hoàn thành. Miêu Tiểu Miêu thành công độ kiếp là chuyện hiển nhiên, nhưng mà sau khi Quân Mạc Tà đến nơi độ kiếp cũng bị cuốn vào bên trong, nguyên khí bản thân của y cũng theo đó mà tăng lên dùng dục, như là măng mọc mùa xuân đâm ra tua tủa không ngừng lớn mạnh. Đó chính là nguyên lực ngàn năm của Miêu Khuynh Thành, hoàn toàn đâu chỉ mang sức mạnh của một kim quyền tu luyện ngàn năm. Đây quả thật chính là sức mạnh kinh hoàng, đủ để làm chấn động cả thế giới. Quân Mạc Tà vốn đang ở thánh hoàng cấp 3 đỉnh phong, bây giờ ở hoàn cảnh nửa nạt nửa mỡ này, một thoáng thăng cấp thành thánh hoàng cấp 4. Vậy mà vẫn còn tiếp tục tăng, thế như trẻ tre xông qua cảnh giới cuối cùng của thánh hoàng, đạt tới thánh tôn cấp 1 sơ giai. Sau đó liên tục tăng lên một bước nữa, lên đến trung giai, rồi cao giai, cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Tiếp đến, tiếp tục phá tan ranh giới của thánh tôn cấp 1, đạt được thánh tôn cấp 2. Nhưng mà dường như vẫn còn chưa muốn dừng lại, mà vẫn tiếp tục thăng tiến đến thánh tôn cấp 2 đỉnh phong. Lúc này mới có dấu hiệu muốn dừng lại.
Mà lúc này, đúng vào lúc Miêu Tiểu Miêu vừa chống lại tia lôi kiếp thứ bảy xong, nguyên lực tản ra quyền khí quân mặt tà lập tức đột phá thăng cấp đã ảnh hưởng tới thiên kiếp. Kết quả là tính từ tia sét thứ 8 lại thêm một vị thánh tôn cấp 2 đỉnh phong đột nhiên tham gia vào thiên kiếp của Miêu Tiểu Miêu. Do đó làm diễn ra một cái trận thiên kiếp kinh hải thế tục này. Hơn nữa, vị thánh tôn cấp 2 này không có trải qua từng thiên kiếp một mà là tích lũy nhiều cấp gộp lại thành một cái. Gộp lại thành một để mà vượt qua. Thánh hoàng cấp 4 một lần, thánh tôn cấp 1 một lần, thánh tôn cấp 2 là một lần nữa. Ba lượt siêu cấp thiên kiếp, toàn bộ gộp lại thành một, cứ như vậy mà tính luôn, thật sự nguyên lực lớn đến mức nào. Mọi người đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, trong thiên không thành sau một canh giờ càng quét, phá hoại khắp nơi, mây đen hoàn toàn tan biến. Vừa mới đây vẫn còn mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, thế mà chỉ trong nháy mắt lại có thể khôi phục thành trời quang mây tạnh, ngay cả gió cũng không có. Một mặt trời diễm lệ nghiêng nghiêng động nơi chân trời, mọi người mới vừa nhận ra bây giờ đã là buổi chiều rồi. Mặt trời thậm chí có một chút ngã về tây. Đi nào, Miêu Kinh Dân dẫn đầu, mấy người phía sau đuổi theo cách xa một quãng, ai ai cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về vị trí trung tâm lôi kiếp mà bay đến. Nói đến đôi chân của những người này đủ biết mau lẹ đến mức nào. Mà cái chỗ Miêu Tiểu Miêu chọn để độ kiếp cũng không cách Miêu gia quá xa, cho nên chỉ sau có vài nhịp thở, mọi người đã chạy đến hiện trường. Vừa tới hiện trường, nhìn một cái, tất cả mọi người lùi lại, hít vào một ngụm hơi khí lạnh. Chỗ này là nơi cả một chuyện độ kiếp hay sao? Có vẻ như nơi này vốn là một sơn cốc nhỏ, giờ đây đã thành cả một đống hỗn độn, trên mặt đất đầy những cái hố to, toàn bộ cây cối trong sơn cốc đều bị quét sạch trơn, thậm chí hai bên ngọn núi cũng đã sụp đi một nửa. Theo trí nhớ, ở bên kia vốn là một cái thác nước, bây giờ đã biến thành một mảnh vẽ rách rồi. Dòng nước thưa thớt còn sót lại từ đỉnh núi chảy xuống, tựa như là tiểu hài tử đang tiểu tiện vậy. Mà ở giữa cái lô kiếp lại là một mảnh trống không. Làm gì còn bóng dáng của Miêu Tiểu Miêu và quân mặt tà? Chẳng lẽ đôi tình trẻ ấy đã tan thành mây khói sao? Mọi người hầu hết đều nghĩ tới kết quả bất hạnh này, nhưng mà đây cũng là kết quả có khả năng xảy ra nhất. Giữa vùng núi hoang vắng, chỉ có đám cường giả ngơ ngác đang đứng. Chương 1045, giúp nhau kỳ lưng đấm bóp. Mặc dù trong lòng của mọi người đều đoán ra được kết cục bất hạnh này, nhưng mà lại không ai dám nói ra. Lục soát, nét mặt Miêu Kinh Dân trầm xuống, vành mắt hơi đỏ lên, ôm một tia hy vọng cuối cùng phất tài ra lệnh. Tất cả mọi người lập tức tản ra, chỉ sau một lát đã lục soát kỹ lưỡng trong phạm vi trăm dặm, nhưng mà lại không có bất kỳ phát hiện nào. Dưới ảnh hưởng kinh hoàng của sấm sét như vậy, ngay cả chim thú xung quanh cũng đã sớm chạy trốn rồi. Chẳng lẽ hai người kia đều đã bị trận thiên kiếp kinh khủng ban nãy đánh hòa thành tro bụi rồi sao? Cho dù trong nội tâm của mọi người đều xuất hiện ra suy nghĩ, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt giống như là muốn giết người của Miêu Kinh Dân, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng nói ra. Ánh mắt Miêu Kinh Dân như là phóng ra tia lửa, bỗng nhiên lướt qua nét mặt của mọi người ở đó. Khi mà nhìn đến gia chủ Khâu gia Khâu Thừa Dân, thoáng dừng lại một chút, chăm chú nhìn nhưng mà chẳng nói gì. Khâu Thừa Dân cảm thấy trái tim của mình như là bị cái búa lớn ngàn cân đập xuống một nhát, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra tầng tầng sau lưng áo. Lão gia tử Khôi Thừa Dân thầm nghĩ mà khóc không ra nước mắt. Cái này đúng là không có làm mà mang dạ, hết thảy đều là tại cái đứa cháu xui xẻo không nên thân kia. Người xem thường ai cũng được, đằng này đi xem thường mặt quân giả, còn khiêu khích sỉ nhục người ta hết lần này tới lần khác. Bây giờ thì hay rồi. Đó là chưa kể đến chuyện xảy ra vào đúng cái hôm đại thọ 500 năm của phủ chủ Nguyễn Phủ, đồng thời còn là ngày đính hôn của cháu gái người ta. Hôn sự thành tang lễ rồi, hỷ sự thành ra tang sự rồi. Cái khoản nợ này nếu không tính lên đầu của Khâu gia thì có thể tính dai đấy. Còn bà nó, Khâu gia chúng ta có thể xui xẻo hơn nữa không vậy? Con của ta ơi, ngươi đã cùng vợ ngươi sanh ra cái thứ gì vậy trời? Những người khác
nhìn thấy ánh mắt của vị gia chủ Khâu gia đều hả hê trông thấy. Ai bảo lão tiểu tử ngươi thích nịnh hót chứ? Con mẹ nó, ở trước mặt của chúng ta phô trương thành thế, cái gì là phúc thọ tùng ngàn năm? Giờ thì hay rồi, khoe khoang biến thành mất mặt có phải không? Phúc thọ thì chẳng thấy đâu, ngược lại chuông tan gõ liên tục, ăn trộm gà không được, còn mất luôn nắm thóc. Cố huynh thấy Miêu Kinh Dân vẻ mặt nặng nề, không nói một lời xoay người rời đi. Khâu Thừa Dân dỗ dàng quay xung quanh tìm kiếm cứu binh, đầu tiên hướng về Cố Dân Dương phát ra tín hiệu cầu cứu. Ai cũng biết Cố Dân Dương ở trước mặt của phủ chủ luôn có một chút mặt mũi, hơn nữa cũng xem là người có thể nhất, vì lão nói đỡ vài câu. Lão phu đi xem tình hình đã, không biết bây giờ thế nào rồi. Cố Dân Dương vừa nghe Khâu Thừa Dân gọi mình, thoáng rùng mình một cái, liền giả vờ không nghe thấy, quay người chuồn mất, không thấy tăm hơi. Không chỉ có Cố Dân Dương, tất cả những cái người chỉ cần là Khâu Thừa Dân liếc một cái đều lập tức chạy trốn. Lát sau cũng chỉ còn một mình ông ta lẻ loi trơ trọi đứng tại sườn núi, ngay cả Chiến Gia Gia, Chiến Vũ Dân cũng đã chạy mất rồi. Nhìn vào cái bãi đất trống, Khâu Thừa Dân thở dài một hơi, trong lòng rất buồn bã, đột nhiên không kìm được cơn giận, bắt đầu chửi ầm lên. Khâu Bằng, cái thằng cháu súc sinh chết tiệt này, cái đồ con rùa con, cái đồ phá gia chi tử, cái đồ sao chổi, ác cả trăng trời vậy. Ồ, không thể không nói nha, cái vị đứng đầu Khâu gia này á, mắng cũng thật là sáng tạo luôn. Có mấy lão đầu đã đi khá xa rồi, cũng nghe thấy được. Tuy rằng hiện giờ tâm tình cả đám đều nặng trĩu, nhưng vẫn suýt chút nữa đã bật cười rồi. Tất cả mọi người không có tìm được Quân Mặt Tà và Miêu Tiểu Miêu, như vậy hai người thật ra đã đi đâu? Quy lực kinh người của Lôi Kiếp cuối cùng cũng đã dừng lại, nhưng mà hai người kia ở trên mặt đất vẫn còn đang triền miên. Miêu Tiểu Miêu dường như có thể cảm giác được thần trí của mình đang bay bổng, linh hồn ca hát đã sớm quên mất hoàn cảnh hiện giờ. Khi mở mắt ra một lần nữa mới phát giác được Lôi Kiếp kinh khủng kia đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Bề ngoài trông giống như là thật sự yên tĩnh, nhưng mà cảnh vật quá bừa bộn, như thế nào không có dùng hai từ yên bình miêu tả được. Nhưng ở trong nội tâm của Miêu Tiểu Miêu, nơi này chính là một cõi an bình duy nhất kiếp này của nàng. Thiên kiếp qua rồi sao? Miêu Tiểu Miêu chớp chớp đôi mắt dễ thương nói. Quân Mặt Tà bật cười trong lòng, xem ra nha đầu kia mơ mơ màng màng, rõ ràng cái gì cũng không nhớ rồi. Nhập tâm đến thế sao? Ta làm sao mà biết được, ta cũng chưa độ kiếp bao giờ cả, nhưng mà ta nghĩ chắc là đã qua rồi, bầu trời cũng trong xanh nắng ráo, sáng sủa rồi còn gì? Quân Đại Thiếu Gia cười trộm, xem ra bản thân giả bộ ngây ngốc cũng không tồi. Vừa mới nói không biết, lúc sau lại nói chắc là. Ôi trời, mau, đứng lên đi, chàng, đứng lên, nặng chết luôn rồi. Khi mà tinh thần hoàn toàn hồi phục, Miêu Tiểu Miêu nhìn tình hình xung quanh, liền chẳng thể nào mà bình tĩnh được, dỗ dàng hấp tấp, đẩy Quân Đại Thiếu Gia vẫn còn đang dính trên người của nàng, luống cuống tay chân đứng dậy, chỉnh lại y phục. Nhưng mà vì cái trận mây mưa ban nãy, hai người còn lăn trên mặt đất lâu như vậy, bùn lầy sớm đã dính đầy người rồi. Còn chưa kể đến, trong khi độ kiếp, y phục toàn thân của Miêu Tiểu Miêu có lẽ đã bị chém nát một nửa, chẳng còn che được mấy. Bây giờ người ta như thế này, làm sao có thể nhìn mặt ai đây chứ? Miêu Tiểu Miêu chút nữa đã khóc ra thành tiếng rồi. Nàng rõ ràng biết là sau khi lôi kiếp, Gia Gia cùng với mấy người kia nhất định lập tức tới xem. Lúc đó chẳng phải là một người, rất có thể là mấy trăm người luôn. Mình dù sao cũng là một cô nương, thế này làm sao mà đối mặt với mọi người chứ? Nữ nhân có thể là không sợ chết, nhưng mà sợ nhất là cái bộ dáng của mình xấu xí. Đại khái chính là yêu đẹp tới chết luôn. Nhìn lại trên người, phía trên cái bộ ngực sữa lộ ra một nửa, cảnh xuân tươi đẹp tràn ra. Phía dưới hai cái đùi trắng như tuyết cũng không có che đậy mấy phần. Trên da còn dính không ít bùn nhão, làm cho cái gì trắng thì càng trắng, cái gì đen thì càng đen. Mái tóc vốn đen nhánh mượt mà, bây giờ biến thành một cái mớ cỏ rối bù rồi. Miêu Đại Tiểu Thư còn không biết, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng bây giờ chẳng khác gì cái mặt mèo hoa. Nàng
chọn độ kiếp ở đây chắc là cũng quen thuộc địa hình ở đây chứ. Xung quanh có chỗ nào tạm trốn không? Chỗ nào có nước nữa không? Gột rửa qua một chút có thể quay về rồi. Quân Mặc Tà gợi ý. Đương nhiên hai con mắt của hắn ở thời điểm này tuyệt đối không có nhàn rỗi đâu. Di chuyển vòng vo trên nửa thân trần gần như lộ hẳn ra của Miêu Tiểu Miêu, trong lòng gào thét không thôi. Nhà đầu kia bình thường trông gầy như thế, không nghĩ tới ra dáng như vậy. Cái chỗ nên lồi thì lồi quá mức, cái chỗ nên lõm thì lõm thật là dọa người luôn. Quả thật chính là dáng người ma quỷ trong truyền thuyết. Miêu Tiểu Miêu một tay che trước ngực, không kịp đắn đo, nói ở bên kia có một đầm nước, bên cạnh có một sơn động khá là kín, cũng không biết có bị lôi kiếp vừa nãy đâu quỷ đi không. Lớn lên từ nhỏ tại huyện phủ, Miêu Tiểu Miêu đương nhiên rất là quen thuộc đối với nơi này. Sau khi mình nhìn kỹ xung quanh, lập tức nói, ta nghĩ chắc sẽ không có bị đánh hỏng đâu, mau tranh thủ thời gian đi đi. Quân Mặc Tà ôm gọn lấy nàng, nhấc chân bước đi. Hắn có thể cảm thấy được đã có một đoàn người khá đông đang chạy về hướng này. Chỗ kia có bị quỷ hay không, căn bản không phải là trọng điểm. Cho dù lỡ có bị quỷ, mình cũng có thể dùng sức mạnh của đất và nước làm một cái mới. Còn nguyên nhân tại sao gấp như vậy rất đơn giản. Cái bộ dáng bây giờ của Miêu Tiểu Miêu tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy. Quân đại thiếu gia cũng biết ghen chứ. Nữ nhân của hắn mà, hắn ngắm là đương nhiên. Nhưng mà nếu để cho người khác hưởng ké, thì chính là bản thân của hắn chịu thiệt thòi lớn. Tranh thủ thời gian đi tìm chỗ trú thôi. Chàng, buông ta xuống để cho ta tự đi đi. Miêu đại tiểu thư chỉ vì ngượng ngùng, rụt rè, tự tôn của một nữ nhi dơ dịch kháng nghị, trách móc một câu. Sau đó liền tựa người vào ngực Quân Mặc Tà, một chút ý muốn dãy dụa cũng không thấy, giống như người ta cái gì bị thấy hết rồi còn lo gì nữa. Vèo một tiếng, Quân đại thiếu gia và Miêu tiểu thư đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh đất trống không. Miêu tiểu miêu rút thật sâu vào trong ngực của đại thiếu, hai mắt nhắm lại từ lâu, đương nhiên không thể phát hiện hai người bây giờ đang đi trong không gian ảo hoàn toàn ẩn hình, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy. Đi qua sơ cốc này, phía trước quả nhiên có một cái đầm nước cực kỳ thanh tĩnh, bên trên vách núi đá gần đó có một sơn động không nhỏ, hoàn toàn không có bị lôi kiếp vừa rồi quỷ đi. Quân Mặc Tà bay lên, từng đạo khí lần lượt phóng ra, cắm lên chung quanh thủy đạm từng cái vị trí khác nhau một cách chuẩn xác. Thoạt nhìn cứ như không hề có quy tắc, tùy ý mà phóng, nhưng mà thật ra rất phức tạp. Ngay sau khi mãn ôm Miêu Tiểu Miêu tiến vào sơn động, cả hồ nước và sơn động trên núi đá đều không hiểu nguyên do gì mà biến mất. Nếu có người tới đây cũng chỉ sẽ thấy một mảnh đất trống thôi. Hình tung mê trận, cái loại trận pháp này có tác dụng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một loại che tàn hình, không ai có thể nhìn xuyên được. Thấy phía trước có nước suối sạch sẽ, Miêu Tiểu Miêu càng cảm thấy trên người của mình khó chịu. Nàng hoang hô một tiếng, giãy giụa trong lòng Quân Mặc Tà nhào ra, muốn bay giọt vào nước. Nhưng mà đột nhiên dừng lại, đỏ mặt lên, nghiêng đầu sang chỗ khác. Chàng bây giờ thế nào? Thiếp phải làm sao đấy chứ? Quân Mặc Tà khẽ giật mình, nhưng mà lập tức hiểu ra, nhà đầu này nhất định xấu hổ rồi. Hắn nói bâng quơ, còn làm sao được nữa? Người của nàng bẩn, chẳng lẽ người ta thì sạch sao? Đương nhiên, ta cũng muốn tắm rửa rồi, ta vốn dĩ đã không đẹp trai, thêm cái bộ dạng lôi thôi, ai có thể ưng ta đây chứ? Nhưng mà thiếp. Miêu Tiểu Miêu cắn cặp môi đỏ mọng, dậm dậm đôi chân nhỏ, đỏ mặt không nói nên lời. Nhưng mà cái gì, lắp bắp cái gì thế, nàng nói chuyện sao mà lạ vậy? Quân Mặc Tà cố ý hỏi, nhưng mà ở đây chỉ có một cái hồ nước thôi. Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt, à, cái hồ nước này rất lớn mà, chúng ta cùng nhau tắm ở đây đủ đó, ta không có ngại tắm chung với nàng đâu. Quân Mặc Tà giả vờ như vừa nghĩ tới cái gì, nói tiếp, hơn nữa còn có thể giúp nhau để mà chà lưng, rất thoải mái nha. Chương 1046, Mỹ Nhân Ta Cứu Nàng. Ôi trời ơi, chà lưng với chàng hả? Miêu Tiểu Miêu nói ra cái lời này, trong phút chốc cảm thấy toàn thân có gì sai sai, dỗ dàng bổ sung. Cái gì mà chàng không ngại, ai muốn tắm chung với chàng chứ?
chàng không có để ý, nhưng mà thiếp để ý. Ta đã không để ý, nàng còn ngại cái gì nữa. Thôi thì bây giờ ta giúp nàng chà lưng trước, vậy được chưa? Quân đại thiếu gia có vẻ như trêu đùa thành nghiện rồi. Được cái đầu chàng á, thiếp tắm một mình thôi, sao chàng có thể đi cùng chứ? Miêu Tiểu Miêu nhất thời nghẹn lời, nhìn lại cả người quân đại thiếu gia cũng dính đầy bùn đất, nếu không tắm thật không chịu nổi rồi. Nhưng được rồi, nhìn Miêu Tiểu Miêu sốt ruột, Quân Mặt Tà nhảy mặt nói, nhìn nàng thẹn thùng như vậy á, thôi thì ta dựng một cái giá gỗ, phơi áo lên, sẵn tiện ngăn lại tầm mắt, chờ cho nàng tắm xong đến lượt ta tắm. Sao, vậy được chứ? Nhưng mà làm sao có thể cam đoan chàng không có nhìn lén? Miêu Tiểu Miêu xoay xoay ngón tay, cảm thấy thật là rối rắm. Ta lấy nhân phẩm cam đoan, tuyệt đối không có nhìn lén, cho dù nàng có để ta nhìn, ta cũng không nhìn luôn. Quân Mặt Tà giơ tay lên trời thề, trong lòng âm thầm tự hỏi bản thân một câu. Nhân phẩm? Sao? Thật sự có cái thứ gọi là nhân phẩm này sao? Đã nói là làm, Quân Mặt Tà nhanh nhẹn giờ dài tảng đá, bẻ thêm mấy nhánh cây, một cái giá gỗ đơn giản nhanh chóng hoàn thành. Sau đó liền cởi áo khoác của mình ra, treo lên giá gỗ, phơi thêm vài lớp quần áo thì đã hoàn toàn chia cách được trong và ngoài. Miêu Tiểu Miêu thoáng yên tâm, nhưng mà vẫn ngượng ngùng, dạng nhất cái người này nhìn lén thì bản thân mình biện pháp nào cũng không có, nhìn lén thì nhìn lén đi, bản thân mình sớm muộn gì cũng là của hắn mà. Quân Mặt Tà là một người quân tử nho nhã lễ độ, tài hoa hơn người, chắc sẽ không có làm loại chuyện này đâu. Miêu Tiểu Miêu tự an ủi bản thân, không thể không nói, cái tên này để lại ấn tượng quá tốt trong lòng của Miêu Tiểu Miêu, dường như chỉ có trời mới biết, cái người này thật sự không có cái gì gọi là chính nhân quân tử cả, cho dù dùng hai từ lưu manh để mà hình dung là quá nhân từ luôn rồi đó. Chàng không có được nhìn lén nha, nếu mà chàng nhìn lén thì chính là cầm thú đó. Miêu Tiểu Miêu do dự từ từ bước xuống nước, dốc nước lên, lau rửa cánh tay, đồng thời cũng len lén liếc nhìn về phía sơn động, thấy tà áo trắng dính đầy bùn lầy vẫn không có động đậy, có vẻ như quân dạ hắn nói là không nhìn lén, có lẽ giữ đúng lời, lúc này mới yên tâm. Nhưng mà khi đã yên tâm rồi, trong lòng của nàng dâng lên một ý tưởng kỳ quái. Sao hắn không nhìn lén chứ? Chẳng lẽ ta không có sức hấp dẫn sao? Nghĩ đến thế, lòng liền có một chút bực bội. Người đúng là cũng quá quân tử rồi. Quả thật, quân tử chả có đúng lúc gì hết. Quả thật cầm thú không bằng. Miêu Tiểu Miêu cắn răng, cương nhiên có một chút oán hận nghĩ vậy. Con gái mà, mâu thuẫn là vậy đó. Lúc đầu thì tìm trăm phương ngàn kế không cho nhìn lén. Nhưng mà nếu ngươi thật sự không nhìn trộm, nàng lại không hài lòng. Mà nếu như ngươi nhìn lén, nàng lại càng không hài lòng, thậm chí còn có thể tức giận đến chết luôn đó. Miêu Tiểu Miêu còn đang thả hồn ngẫm nghĩ thì đằng sau cái giá áo truyền đến một giọng nói của quân đại thiếu gia. Nàng nhanh cởi quần áo ra giặt sạch đi, giặt xong ta phơi lên cho nàng, bằng không chút nữa không có đồ để mặc đó. Thời gian để mà hong quần áo cũng đủ để cho nàng tắm rửa cho xong rồi. Quân Mặt Tà nói chuyện, khóe miệng kéo lên thành một đường cong quỷ dị. Trong hồng quân tháp của quân đại thiếu gia, dĩ nhiên là có áo sạch rồi, nhưng mà giờ phút này, hắn không có lòng tốt lấy ra đâu. Một màn biểu diễn đáng coi đang ở trước mắt, có thằng đàn ông ngu nào mà không muốn thưởng thức chứ? Miêu Tiểu Miêu ừa một tiếng trả lời, cảm thấy đề nghị quân đại thiếu gia rất hợp lý. Cắn môi nhìn áo khoác, lập tức giương tay cởi cúc áo, mới tháo được một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đỏ bừng lên, dỗ dàng để toàn bộ cơ thể mềm mại chìm vào trong nước. Sau đó giặt sạch áo, duỗi tay ra giục một cái, ném qua bên giá quần áo. Ở bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Miêu Tiểu Miêu cắn môi nở nụ cười, đột nhiên nàng giật mình nghĩ đến quần áo đã ném đi rồi, vậy một lát mình tắm xong thì làm sao đấy? Cái tên hỗn đản này lại dám dùng cái chiêu này để mà chiếm tiện nghi của mình. Chỉ một thoáng, Miêu Tiểu Miêu lại lặn xuống nước, trong lòng hết sức sợ hãi lo lắng. Chẳng lẽ hắn muốn mình một chút nữa trần truồng đi lên mặc quần áo sao? Miêu Tiểu Miêu đối với lời hắn nói căn bản không hề có một chút nghi ngờ nào.
cũng không có tưởng tượng được người này lại có ý nghĩ xấu xa như vậy. Này, quần áo không có, bản thân trần như nhộng ngồi trong nước. Cái này đúng là không biết nên làm sao nữa rồi. Miêu Tiểu Miêu vô thức tẩy rửa toàn thân, mặt nhăn nhíu, suy nghĩ biện pháp, cũng không biết qua bao lâu có thể đã rửa sạch sẽ, nàng vẫn không nghĩ ra cách nào. Vô tình liếc mắt về phía bên kia, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn mở to, con ngươi cơ hồ lồi ra. Không biết từ lúc nào, bên bờ bên kia có một thiếu niên chỉ mặc mỗi nội khố, duỗi thẳng hai cái chân ngồi trên tảng đá, con mắt gắt gao chăm chú đảo khắp cơ thể của mình, khóe miệng còn chảy cả nước miếng nữa chứ. Cái này trời trời, chàng sao chàng lại xuống đấy, chàng nhìn cái gì vậy, mau nhắm mắt lại đi. Miêu Tiểu Miêu hai tay ôm ngực, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi vậy, nhanh chóng đưa cả người chìm xuống nước. Suýt chút nữa cả đầu của mình cũng đã dìm xuống nước luôn rồi, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Cảm thấy vừa thẹn vừa tức, tâm hoảng ý loạn, nhưng mà khi vô cùng hoảng loạn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cổ quái. Chàng không phải đã nói chàng tuyệt đối không có nhìn lén sao? Sao bây giờ chàng nói rồi lại có thể không giữ lời chứ? Chàng còn cởi hết quần áo ra nữa. Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt, giận dữ nói, ở trong nước không thể dậm chân, nếu không Miêu đại tiểu thư khẳng định đã dẫm đến đau cả chân rồi. Ta không có nhìn lén nha, ta rõ ràng đường đường chính chính quang minh chính đại là xem đó. Quân mặt tà không biết xấu hổ, mắt vẫn chăm chú nhìn cơ thể hoàng mỹ mềm mại trong nước, hát hát cười nói, ánh mắt đó của nha đầu ngươi là sao? Ta cũng đâu có cởi hết quần áo, không phải còn một cái nội khố sao? Chàng Miêu Tiểu Miêu giận dữ, trong lòng vô cùng ngượng ngùng, chậm rãi di chuyển trong nước, càng lúc càng đi ra xa. Lại bùm một tiếng, Miêu Tiểu Miêu giật mình hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kẻ không biết xấu hổ kia đã nhảy xuống nước rồi, vô cùng anh dũng bơi tới cái chỗ của mình, vừa bơi vừa nói, ai chà, trên người thật sự là bẩn muốn chết luôn, ta cũng phải xuống tắm rửa chứ, kỳ thật cái hồ nước rộng như vậy, đừng nói là hai người, 10 người cũng chưa đủ. Ta xem nàng cũng đã tắm rửa khá sạch rồi, bây giờ nàng sẽ không để ý chứ? Ta sẽ không để ý ư? Phải nói là ta rất là để ý luôn, phi thường để ý luôn. Miêu Tiểu Miêu mở to đôi mắt, há hốc mồm nhìn cái tên du sĩ này, quả thật đúng là không có lời nào để mà tả nữa. Chàng đừng có đến đây nghe, đừng có tới. Miêu Tiểu Miêu hoảng sợ ngừng lại lùi về phía sau. Giờ phút này nàng sợ tới mức quên cả cái việc thực lực của bản thân mình cao hơn cái tên đăng đồ tử này gấp mấy lần luôn. Nàng nói cái gì? Nói lớn một chút, ta không có nghe rõ. Thôi được rồi, đợi một chút, ta bơi tới gần nghe rõ hơn đi. Quân mặt tà, vẻ mặt ngơ ngác. Nếu người không biết chuyện, nhìn thấy cũng sẽ tưởng hắn thật sự nghe không rõ. Ngươi đang kêu ta sao? Kêu ta qua đó làm gì? Vừa nói vừa bơi qua. Cái tên này nha, khoảng cách giữa hai người chỉ độ chừng có 2 trượng thôi, vậy mà mặt dày mặt dạn, cái gì cũng không nghe rõ. Chỉ sợ là khoảng cách là 2000 trượng, hắn cũng nghe được rành mạch rõ ràng, vậy mà còn dám nói, kêu ta qua đó làm gì? Ngươi sờ thì cũng đã sờ rồi, xem thì cũng đã xem rồi, ngươi còn nói cái gì nữa chứ? Miêu Tiểu Miêu xấu hổ. Nhà đầu, ngươi không sao chứ? Miêu cô nương, đừng có lo lắng, ta sẽ đến cứu ngươi đây. Hả? Miêu Tiểu Miêu xấu hổ, toàn thân nóng bừng lên. Nàng là một người con gái chốn khuê phòng, sao có thể trải qua cái trường hợp xấu hổ như vậy chứ? Cứ thế, trong lòng hoang mang, hoảng sợ, không ngừng lùi về phía sau. Không ngờ dấp phải một cái tảng đá dưới nước, một tiếng ngã ngay xuống nước. Dưới sự việc này xảy ra quá bất ngờ, khiến cho nàng không kịp phòng bị. Hơn nữa một phần do là tâm hoảng ý loạn, cho nên đường đường là một tôn giả nhị cấp, vậy mà cũng bị sặc nước nữa. Nhà đầu, ngươi không sao chứ? Miêu cô nương, đừng có lo lắng, ta đến cứu người đây. Quân đại thiếu gia hết sức sốt sắng quan tâm, dỗ dàng kêu to, trong chớp mắt tăng tốc độ, dù một cái đến bên cạnh Miêu Tiểu Miêu, duỗi tay ra ôm chặt lấy khối thân thể hoàng mỹ mềm mại vào lòng. Hai tay lập tức bắt đầu không thành thật, nhưng mà miệng vẫn luôn mồm hô to gọi nhỏ. Sao vậy? Không có bị thương ở đâu chứ? Không bị thương chỗ nào sao?
được, được, để ta xem. Cái chỗ này, ôi trời trời trời, may quá không có bị thương. Còn cái chỗ này, đâu, đâu, để ta xem. Giây phút này, cả người Miêu Tiểu Miêu nhũng ra, mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn cái tên du sĩ cách mình gần như là bằng không này, một câu cũng không nói nên lời. Trên đời này còn có một cái tên giống như vậy sao? Ở trên đời này còn có một cái tên giống như vậy sao chứ? Cư nhiên còn cứu ta, cái da mặt tên này đúng là quá dày luôn. Nhà đầu, sao mà ngươi không nói câu nào vậy? Sao vậy? Thật là cái lúc này hắn còn dám giả bộ ngạc nhiên lo lắng. Chẳng lẽ sặc nước đến xỉu hả? Không xong, không xong, cái này là phải hô hấp nhân tạo thôi. Mà cũng không sao, ta học qua rồi. Hắn không có quan tâm Miêu Tiểu Miêu hiểu hay là không hiểu cái gọi là hô hấp nhân tạo, vì bản thân cần tìm một lý do đàng hoàng, cho nên vừa nói xong mở miệng bao trùm đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Miêu Tiểu Miêu trong lúc này tâm hoảng ý loạn, căn bản không biết nên làm như thế nào. Cần cái quái gì người này hô hấp nhân tạo chứ? Nhưng mà người này lại nhân cơ hội nghĩ đại một cái lý do chiếm tiện nghi của mình. Cho dù đó là sự thật, vậy chỉ cần truyền một chút quyền khí vào cơ thể thì xong rồi. Lại nói, cái gì gọi là xỉu? Người ta mắt còn mở lớn mà. Đột nhiên, nghĩ tới lời của mình vừa nói lúc nãy. Quân dạ, nếu qua được kiếp nạn này, thiếp nhất định lập tức sẽ trở thành nữ nhân của chàng. Chương 1047 gặp quỷ rồi. Nghĩ tới điều đó, Miêu Tiểu Miêu càng thêm vô lực, hai con mắt càng nhắm chặt hơn, nhưng mà nàng hoàn toàn không phát giác ra hơi thở của bản thân đã sớm trở nên nặng nề hơn. Quân Mạc Tà thì vẫn tiếp tục sờ soạn tứ tung, miệng thì nói hưu nói vượng, tuôn ra một tràng ngụy biện kỳ lạ ngạc nhiên. Dù sao, hô hấp nhân tạo cũng đã kết thúc từ lúc nào rồi. Miêu Tiểu Miêu nằm mơ cũng không có ngờ đến bản thân là một tiểu công chúa của Uyển Phủ, một tôn giả nhị cấp, đệ nhất mỹ nhân của Uyển Phủ. Bản thân từng mơ mộng rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ mà nghĩ tới lần đầu tiên lại ở trong nước chứ. Nhưng mà lúc này nàng hoàn toàn mất ý thức. Mặt nước khẽ gợn sóng, thật lâu sau, rốt cuộc tất cả đều yên tĩnh. Người đúng là hư hỏng. Một cái giọng thì thào vang lên, mang theo vẻ mềm yếu. Lại thêm một giọng nói có vẻ kinh ngạc. Miêu cô nương, quá ra ngươi không có chuyện gì. Trời ơi, làm cho ta lo lắng muốn chết. Vì cứu ngươi, ta mệt chết đi được luôn đó. Hả? Ngươi vì cứu ta sao? Xem ra ta phải tận tâm cảm ơn ngươi mới đúng đó. Mỹ nhân đỏ mặt tía tai, ngón tay hung hăng nhằm vào cái chỗ hiểm bên hông, ngắt một cái thật mạnh. Đây là tuyệt chiêu thông dụng nhất của nữ tử, hết thảy không cần phải học đều biết, có thể nói vừa ra tay là trúng ngay, trúng rất đúng chỗ luôn, vô cùng đau đớn. Cái tên lưu manh nhà ngươi, hai tay đã như vậy, ngươi còn gọi ta là Miêu cô nương hả? Gì chứ, không gọi là Miêu cô nương vậy phải gọi làm sao? Ta, mẫu thân phụ thân ta đều gọi ta là Miêu Miêu, Miêu Miêu. Người nào đó chép chép miệng, tên này thật là... Ngươi làm cái gì? Không được, không được. Tiểu mỹ nhân, cái tên thật là dễ nghe, đáng để ăn mừng. Lại đây, để cho bản thân yêu thương một chút nha. Không được, người ta. Tiểu mỹ nhân, bây giờ ngươi có gọi rác cũng họng cũng vô dụng thôi. Sau một khoảng thời gian, đến khi hai người từ trong sơn cốc đi ra, mặt trời cũng chỉ còn lộ ra có nửa bên tây sơn. Thời gian đã qua một buổi chiều rồi. Miêu Tiểu Miêu dựa vào người Quân Mặt Tà, sắc mặt đỏ bừng, đuôi lông mày cùng khóe mắt được bao phủ bởi một tầng diễm quang, tràn ngập khí chất phong tình nhưng mà lười nhác của một thiếu phụ, quả nhiên phong tình dạng chủng. Nàng chỉ cảm thấy cả người của mình không có một chút sức lực nào, cảm giác mây mưa vừa qua vẫn còn đó, cả cơ thể vẫn nhộn nhạo, dư âm kéo dài không dứt. Chỉ cần nhớ tới cái chuyện vừa nãy, Miêu Tiểu Miêu cảm thấy không có lời nào diễn tả được. Mình khi nào mà lại trở thành như vậy chứ? Hư hỏng quá đi. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng nóng bỏng đó, Miêu Tiểu Miêu xấu hổ muốn chết được. Đều là do cái tên đáng ghét kia. Miêu Tiểu Miêu tức giận nhìn chằm chằm người bên cạnh.
cái tên này đúng là cầm thú không bằng, nên gọi là giả thú mới đúng. Thậm chí so với giả thú còn giả thú hơn. Cái nhu cầu kia của hắn cho đến bây giờ Miêu Tiểu Miêu vẫn còn sợ hãi. Đại thiếu rất hả hê, ôm chặt người đẹp, khuôn mặt hớn hở như mèo trộm mỡ thành công. Đến lúc hai người xuất hiện ở cửa phủ của Miêu gia, thủ vệ trước cửa trợn con mắt, cơ hồ loài cả nhãn cầu ra ngoài. Cũng chả có gì kỳ quái, chỉ là chấn động thôi. Tin tức về cái chết của hai người trước mặt tuy là chưa công bố, thậm chí không ngừng có người đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà tất cả mọi người đều biết hai người này nhất định đã chết. Hơn nữa, chết không còn thấy xác, xương cốt thành tro bụi, thật lãm đạm. Nhưng bây giờ có thể xuất hiện rành rành trước mặt của mình, gặp quỷ rồi. Đại sảnh vốn dị thường náo nhiệt, bây giờ yên ắng dị thường. Một đám lão gia hỏa đang ủ rũ rầu rĩ, quá trưa đã lâu như vậy rồi mà cũng chưa ăn cơm. Lúc này còn ai có tâm trạng ăn chứ? Còn về kẻ đầu sỏ gây họa lần này, Khâu Bằng, Khâu đại công tử đã bị Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong tự mình ra tay xử lý. Bạch Thánh Hoàng bất chấp thân phận địa vị của mình, từng nắm đấm như mưa rền gió dữ mà nện xuống, phải gọi là tâm ngoan thủ lạc. Không có ai dám tiến ra khuyên ngăn. Chỉ trong chốc lát, Khâu Bằng biến thành cái đầu heo, hơn nữa nửa sống nửa chết bị tống về Khâu gia. Khâu Thừa Dân tuy trong lòng rất là bất mãn, nhưng mà cũng chỉ dám ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không nói bất cứ câu nào. Khâu lão gia tử cũng không thể không làm như vậy. Có không ít lão gia quả đang xoa xoa tay, chỉ cần có một chút vọng động có thể châm cháy ngọn lửa trong lòng của họ. Đặc biệt là hai vị thánh tôn Miêu Đào Miêu Kiếm, bốn con mắt như hổ rình mồi, nhìn chăm chăm khuôn mặt nịnh nọt của gia chủ Khâu gia. Đại đa số lão gia quả trong này là tiếc hận Mặc Đại thiên tài, cũng chính là nhân tài trụ cột tương lai của huyện phủ. Còn Miêu Đào Miêu Kiếm, hai người lại càng thương tiếc cho Miêu Tiểu Miêu. Hai ông lão bọn họ yêu thương Miêu Tiểu Miêu vô cùng, so với Miêu Kinh Dân chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ gặp loại chuyện đau đớn như vậy, không lập tức ra tay giết người cũng coi như là rất khắc chế rồi. Mắt thấy sắc trời đã muộn, quản gia của Miêu gia cố gắng lấy hết sức can đảm đi hỏi có cần phải dọn cơm không, thì đã bị Miêu Đao mắng cho một trận, tống cổ ra ngoài. Ăn 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 cái đầu ngươi, chỉ biết ăn thôi, ăn cái rắm. Đây là lời của một vị thánh tôn đại lão nói sao? Trong đại sảnh yên tĩnh, không khí càng lúc càng nghiêm trọng. Miêu Kinh Dân không có lên tiếng, cũng không ai dám nói câu nào. Đúng lúc này, ở cửa đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào, liền theo đó là một bóng hình bình thản bước tới. Tâm trạng của mọi người đều không tốt, tức giận nhìn ra, lập tức cả đám người trợn trừng mắt. Đây là cái chuyện gì? Chẳng lẽ thấy quỷ sao vậy? Giờ phút này, Miêu Kinh Dân thân là người đứng đầu một phủ, thế mà toàn bộ khí chất không còn sót lại chút nào. Hắn chỉ biết trơ mắt, há hốc mồm, miệng ú ớ nhìn người đi vào, chỉ còn thiếu điều vui mừng đến xỉu thôi. Nhìn qua cái người kia, quần áo sạch sẽ, mặt mày hớn hở, toàn thân tỏa ra ánh sáng hào quang sung sướng. Trừ Mặt Quân Dạ, Mặt Đại Thiên Tài ra, thì còn ai nữa chứ? Ôi trời trời! Tào Quốc Phong hí hửng đứng dậy. Ngươi, tiểu tử ngươi còn chưa chết sao? Ôi trời, Tiểu Miêu đâu? Miêu Hoàng Vũ cũng vội vàng đi ra. Suốt cả một đời, ông lúc nào cũng bình tĩnh, tao nhã, dường như chưa bao giờ gấp rút vội vã như giờ phút này. Tiểu Miêu, nàng lúc mà độ thiên kiếp đã làm bẩn quần áo, cho nên về phòng thay quần áo rồi, chút nữa sẽ tới. Quân Mặt Tà xoa xoa cái mũi, nhìn cái gì có thể là cha vợ tương lai của mình, Miêu Hoàng Vũ, trong lòng có một chút ngượng ngùng. Lúc nãy đem con gái người ta ăn, rồi ăn thêm vài lần, như vậy ăn rồi lại ăn tiếp, sau đó, ôi trời trời, bây giờ ăn đến bột phấn cũng không còn, đối mặt với cha vợ khẳng định có một chút không được tự nhiên rồi. Tốt, tốt, không sao là tốt rồi. Miêu Hoàng Vũ hưng phấn cười to. Con gái không việc gì là tốt. Vị trung niên thoạt nhìn tao nhã, bây giờ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống. Mau, nhanh đi báo cho phu nhân biết, Tiểu Miêu đã trở về bình an, nàng không sao cả, một chút cũng không sao. Thì ra, Miêu phu nhân không thể qua nổi cơn sốc này, đã ngất xỉu rồi. Lời còn chưa dứt,
Miêu Tiểu Miêu toàn thân áo trắng, mặt che khăn chậm rãi đi tới. Dường như không có cách nào bước nhanh hơn được, bởi vì thân thể Miêu Tiểu Miêu lúc này có một chút không khỏe. Vì phần vì sao không khỏe, không ai biết. Xem ra hắn là người đều biết rồi. Có hơn mười mấy người cùng nhau kêu lớn: Miêu Miêu! Trong giọng nói tràn ngập sự kích động, mí mắt Quân Đại Thiếu giật liên hồi. Một tiếng đồng thanh miêu miêu khiến cho hắn có cảm giác mình rơi vào miêu ổ. Mọi người đều vui sướng đứng dậy, bao vây hai người hỏi thăm. Về cái chuyện thiên kiếp, Miêu Tiểu Miêu lúc ấy mơ màng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho dù nàng xem thấy cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể miễn cưỡng nói hết những điều mình biết cho mọi người thôi. Về phần Quân Đại Thiếu, xưa nay luôn là một cao thủ đóng kịch mà, mở to con mắt mê man, hỏi gì cũng không biết. Ngươi có thể trông cậy vào một cái tên nhóc kim quyền nhỏ nhoi trả lời được một vấn đề cao siêu như vậy sao? Còn về phần vì sao mà về trễ, vấn đề này ngược lại cả đám lão gia hỏa không có đá động tới. Đám người kia có người nào không phải là lão hồ ly ngàn năm thành tinh chứ? Ánh mắt người nào không cực kỳ lợi hại chứ? Miêu Tiểu Miêu vừa đi vào, bọn họ đã phát hiện có chỗ không đúng. Mọi chuyện đều rõ ràng. Căn bản không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn thấy vẻ si tâm kia của mặt đại thiên tài, nha đầu Tiểu Miêu này còn có thể không cảm động sao? Có thể khẳng định hai người sau khi mà độ kiếp đã tìm một nơi tắm rửa, nhân tiện điên loan đảo phượng rồi. Cái chuyện này rất là rõ ràng, có gì mà đoán không ra? Nếu còn có ai noi theo cái tên đầu heo vừa rồi á, không biết điều mà còn thắc mắc, chỉ sợ bị mọi người hợp lại tẩn cho bầm dập thôi. Còn cái chuyện độ kiếp, mọi người đều là mặc định. Lúc ấy có một đại nhân vật nào đó trùng hợp cũng độ kiếp ở gần đó. Miêu Tiểu Miêu ngẫu nhiên bị đối phương ảnh hưởng đến thôi. Nhưng mà lúc đối phương bắt đầu, Miêu Tiểu Miêu thiên kiếp cũng đã độ xong rồi, cho nên mới có thể không nguy hiểm an toàn đi ra. Với sự phỏng đoán cao siêu như vậy, hai kẻ tiểu bối trong cuộc dĩ nhiên không biết. Trong lòng mỗi người của đám lão nhân gia tự động nghĩ đến một lời giải thích hợp lý nhất. Mà trên thực tế cũng chỉ có lời giải thích như vậy mới có thể giải thích hợp lý tất cả mọi chuyện xảy ra. Bằng không, chỉ bằng hai kẻ mới 17-18 tuổi đầu sao có thể dẫn động thiên kiếp lợi hại như vậy? Quỷ cũng không tin. Đây vốn là vấn đề Quân Mặc Tà cảm giác vô cùng nhức đầu, thế nhưng lại có thể vượt qua suy nghĩ thường thức của các vị thông thái này mà không gặp một chút khó khăn nào. Chương 1048 Đạo làm vợ. Miêu phu nhân lão đảo đi ra, ôm chầm lấy Miêu Tiểu Miêu, vui mừng đến rớt nước mắt. Hai mẹ con ôm nhau khóc lớn. Sau một lúc, Miêu phu nhân lau nước mắt, đi đến trước mặt của Quân Mặc Tà, vẻ tán thưởng từ đáy lòng hiện cả lên mặt, với cả lòng yêu thương dịu dàng nhất, người mới mở lời: Quân già, Tiểu Miêu sau này giao cho con rồi. Cái đứa con này từ nhỏ ham chơi, được nuông chiều từ bé, cũng không có hiểu cấp bậc lễ nghĩa, con phải cảm thông nhiều hơn nha. Trải qua cái việc này, Miêu phu nhân chính thức thừa nhận đứa con rể này. Bây giờ cho dù Miêu Tiểu Miêu có đổi ý, người mẹ vợ này cũng đứng về phía Quân Đại Thiếu. Dưới ánh mắt quan tâm của mọi người, da mặt của vị tà quân đại nhân này so với tường thành nó còn dày hơn gấp mấy phần, vậy mà cũng đỏ lên luôn. Hơn nữa lại rất giống với nam sinh nhỏ bé e lệ ở trong truyền thuyết. Đêm đó Miêu gia đã mở một bữa tiệc lớn, tất cả khách mời đều vô cùng vui vẻ tận hứng tham gia. Mọi người uống đến say không biết trời đất, chỉ có gia chủ Khâu gia Khâu Thừa Dân trong lòng có một chút khó chịu. Các người thì lại bình an trở về, đánh rắm cũng không có, nhưng mà cháu nội của lão phu lại bị Bạch Kỳ Phong đánh đến nửa sống nửa chết, đến nay không biết ra sao nữa. Nhưng mà hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, còn về việc đối mặt nói thẳng ra, cho dù hắn có thêm 100 lá gan cũng không dám mở miệng. Chuyện quan trọng nhất, Quân Mặc Tà và Miêu Tiểu Miêu có thể bình an trở về, hắn coi như cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai vị tiểu tổ tông bình an trở về, đồng thời là xóa bỏ 8-9 phần nguy hiểm cho Khâu gia. Cho nên mới nói, nhìn thấy Quân Mặc Tà trở về, cao hứng nhất cũng chỉ có thể là gia chủ Khâu gia. Tối hôm đó, Lý Tinh Dân và tất cả những người trẻ tuổi đều dây quanh cùng chút rượu Quân Mặc Tà.
cái tên gia quả may mắn này nhìn như vậy mà đi hái hoa đẹp nhất của Uyển Phủ rồi. Chẳng những thế còn vô cùng thoải mái hái suốt ngày luôn, không có chút hắn thì chút ai đấy. Mọi người tìm đủ lý do, kẻ bưng chén, người mang bình, thay phiên tiến đến, chơi trò luân xa chiến. Người người đều cảm thấy mình là tử thần, ai ai cũng đều cảm thấy mình là tiên cửu. Miêu Tiểu Miêu thì lại càng sốt ruột, không ngừng nhắc nhở. Nè, uống ít thôi, uống ít. Nhìn thấy cái bộ dạng của hắn, sao mà không đau lòng cho được. Ánh mắt của nàng ngập tràn hận ý, nhìn chầm chầm những kẻ kính rượu. Tin tức rõ ràng rành mạch đưa đến tận cửa, mọi người trong lòng tự nhiên đều nghĩ, xem ra cái vị không linh thể chất này tử phẩm không tệ, nhưng mà tử lượng cũng rất bình thường thôi. Vì thế mọi người càng thêm hưng phấn, Tà Quân lại càng khiến cho không khí nhiệt liệt sôi nổi hơn, người mời rượu càng tích cực, bản thân quán uống rượu càng sảng khoái, một chén lại một chén, một giò lại một giò, dòng đi dòng lại thay phiên nhau ra trận. Phịch một tiếng, uống nhiều nhất là Mạnh Đại Thiếu Gia Mạnh Hiền Nho, chén rượu trong tay rơi xuống đất, cả người mềm như bún trượt từ trên mặt bàn xuống, lăn quay chỏng gió. Tiếp sau đó là một loạt âm thanh rõ to vang lên. Những người còn lại cũng không có mạnh hơn Mạnh Đại Thiếu bao nhiêu, cơ bản đã uống đến khô rác đầu lưỡi, nhưng mà vẫn không mãi mãi để ý, cứ như cũ tiếp tục chen lên mời rượu. Có người uống xong một chén cũng không biết đi đâu luôn, có người thì nhướng phải cái người nằm trên mặt đất, ngã xuống, dậy không nổi luôn, sau đó tất cả đều ngủ tại chỗ. Có rất nhiều người uống nhiều đến mức loạn choạng, lão đảo tiến tới nhà xí tưới nước, trực tiếp nằm ngủ luôn trong nhà xí. Nhìn chung không có ai theo gót tên đường mập mạp, xem như trong cái rủi còn có cái may. Rốt cuộc, những người bên cạnh Quân Đại Thiếu tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau, tất cả ngã xuống một đám luôn. Các vị thiếu gia công tử, các thế gia lớn giống như là mấy chú chó con nằm trên đất, thở phì phò mà ngủ, thức ăn nước uống dễ nhại đầy người, trên mặt mùi rượu thốc vào mũi. Đại Thiếu vẫn là bộ dạng mắt lờ đờ, mơ màng say, khuôn mặt ửng hồng. Chỉ đến khi nhìn thấy Miêu Tiểu Miêu đi tới, lúc này bưng một chén rượu lên ngây ngô cười, rầm một tiếng, chén rơi trên mặt đất, người gục đầu trên bàn, xem ra cũng say luôn. Miêu Tiểu Miêu bất đắc dĩ nhìn mấy con ma men trước mặt, không khỏi nở một nụ cười khổ. Rốt cuộc lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cảm giác của mẫu thân khi mà chiếu cố phụ thân say rượu. Một loại cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, còn mang theo vài phần cảm giác vô lực, không biết làm thế nào nữa. Miêu phu nhân lúc này đứng bên cạnh nữ nhi, nhìn mấy cái gã thiếu niên say xỉn này, thở một hơi dài. Miêu Miêu, con có biết mấy người này uống say là vì cái gì không? Miêu phu nhân thản nhiên nói. Là vì cái gì? Miêu Tiểu Miêu có một chút khó hiểu hỏi lại. Uống say là vì uống quá nhiều rượu nên say, còn có thể vì cái gì nữa? Lý Tinh Dân, Mạnh Hiền Nho, Trương Khải Dân đều là những người từ bé đã ở bên cạnh con. Mấy cái vị thiếu niên này còn có Khâu Bằng, Cố Phi Vũ cùng với Chiến Ngọc Thụ bất hạnh đã mất. Bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa cưới chính thê, mục đích chính là đang đợi con. Miêu phu nhân cười khổ, giờ đột nhiên con lại bị một kẻ ngoại lai xông vào, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hái mất, bắt mất trái tim của con. Đối với bọn họ mà nói, giống như là giấc mộng hơn 10 năm, chớp mắt tan biến thành mây khói. Cố Phi Vũ thành người tàn tật. Con có từng nghĩ đến, ngày thi đấu hôm nọ, tuy rằng là Mặt Quân Dạ chiếm ưu thế, nhưng mà tu vi của Cố Phi Vũ vẫn cao hơn Mặt Quân Dạ rất nhiều. Sao có thể bị nội thương nghiêm trọng đến thành người tàn tật chứ? Con thử dùng đầu suy nghĩ một chút đi, nếu lúc đó con không có ở đó, Cố Phi Vũ có chết, có kết cục như vậy không? Huynh đệ chiến gia ngày đó đã lập sẵn canh bạc, cuối cùng sắp thắng lại bại, tất nhiên vẫn có nhân tố số mạng bên trong, và nguyên nhân chủ yếu vẫn là bị tuyệt thế tài hoa của Mặt Quân Dạ khiến cho kinh sợ. Nhưng mà con thật sự không bao giờ biết Chiến Ngọc Thụ đối với con tình ý như thế nào. Thậm chí cũng không riêng Chiến Ngọc Thụ, ta còn hoài nghi Chiến Thanh Phong đối với con cũng có tình ý, chỉ là chưa bao giờ lộ ra. Còn có Khâu Bằng, hôm nay rất khác với ngày thường,
không tiếc dứt bỏ cái bộ mặt công tử tao nhã thuần phát ngày thường, không quản đến hậu quả đối chọi gay gắt với mặt quân dạ, cuối cùng đã chọc giận Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong. Con thử nghĩ xem, Khâu Bằng ngày thường có phải là một kẻ làm việc lỗ mãng, hoàn toàn không để ý hậu quả, là một tên ngu ngốc sao? Nghe Miêu phu nhân phân tích, Miêu Tiểu Miêu không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không có những tin hỏi lại. Ý của nương là bọn họ hết thảy là vì con sao? Không phải vì con thì còn có thể vì ai? Miêu phu nhân cười khổ, nhìn nữ nhi vẫn như trước tỉnh tỉnh mê mê, khẽ thở dài. Hãy nhìn cái đám người sai đến không biết trời trăng này, con cho là bọn họ thật sự sai sao? Chẳng lẽ bọn họ không sai, điều giả sai, vậy thì bọn họ diễn trò quá tốt rồi. Miêu Tiểu Miêu nhìn đám thiếu niên tài tuấn của Uyển phủ nằm tứ tung lộn xộn, làm trò hề, thật sự không thể tin bọn họ đang giả sai. Bọn họ tự nhiên là sai thật, nhưng mà cũng không phải vì rượu mà sai. Các bạn vừa nghe xong tập 219. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.